Xin chào tất cả các bạn. Thì trong video này đó các bạn, mình chia sẻ với các bạn cái cách để mình lồng cái lò xo này vào trong cái ổ cắm điện để mình sử dụng cái ổ cắm điện này á, nó được an toàn hơn và được bền bỉ hơn, được tốt hơn. Thì như các bạn cũng biết á, đối với những cái phích cắm á thì nó có cái đầu lớn, nó có cái đầu nhỏ. Thì khi mà mình ghim những cái đầu lớn vào trước đó các bạn, thì những cái lá đồng ở bên trong này nó sẽ giãn nở ra. Và khi á mình ghim những cái phích cắm mà có cái đầu nhỏ vào á thì nó sẽ bị lỏng. Khi nó bị lỏng như vậy đó các bạn, thì cái chỗ tiếp xúc này á, nó sẽ sinh nhiệt, nó dẫn đến cháy cái ổ cắm này. Thì đối với một số cái ổ cắm mới sau này đó các bạn, thì người ta có làm một cái phe. Mục đích của cái phe này đó các bạn là nó kẹp, nó chịu cái lá đồng này lại để cho cái lá đồng này nó không bị giãn ra. Nhưng có một số loại ổ cắm đó các bạn, nó lại không có cái phe này. Thành ra khi mà mình sử dụng cái đuôi lớn và cái đuôi nhỏ nó xen kẽ lẫn nhau đó các bạn, thì cái lá đồng trong này nó sẽ bị lỏng. Khi mà mình sử dụng đó các bạn, thì điện nó sẽ bị chập chờn, là do cái tiếp xúc của nó không có được tốt. Và bây giờ mình sẽ mở cái ổ cắm này ra cho các bạn xem. Như ở cái ổ cắm này đó các bạn, nó chỉ có hai cái lá đồng này, này nó kẹp lại với nhau như vậy thôi, và nó cố định đó, và nó cố định lại bằng những cái rãnh này. Ngoài ra nó không có những cái phe để nó kẹp, nó chịu lại. Thì để khắc phục cái trường hợp này đó các bạn, nó cũng rất là đơn giản thôi ha. Bây giờ các bạn dùng một cái đoạn lò xo đó các bạn, cái loại bằng thép á, nó co giãn được các bạn ha, cái loại này nó mới tốt. Thì bây giờ các bạn cắt ở đây hai vòng. Sau đó đó mình sẽ dùng cái con dao các bạn, và mình nong cái lò xo này ra. Mục đích để mình nong cái này là cho nó hở ra một xíu. Để mình nhét vào đây cho nó dễ thôi các bạn. Thì bây giờ mình cho nó vô, cho nó kẹp lại hai cái lá đồng này lại. Khi mà mình lắp cái lò xo này vào rồi đó, thì các bạn cũng không có sợ là cái này nó bung lên và nó văng qua bên này để nó ngắn mặt ha. Tại vì ở trên cái nắp này đó các bạn, nó có cái rãnh nè, nó che kín hai bên hết. Thành ra là mình không có sợ nó bị ngắn mặt ở trong cái trường hợp này. Và bây giờ mình sẽ ráp vào các bạn, và mình sẽ test thử cho các bạn xem ha. Đó, các bạn thấy nè, lúc này nó rất là chắc chắn luôn. Nó đã được cố định lại rất là chắc. Và các bạn hãy ghi nhớ về điều này. Đối với điện, mối nối và những chỗ tiếp xúc nó phải chắc chắn. Nếu mà nó bị lỏng lẻo á, thì dòng điện càng lớn mà đi qua những cái chỗ tiếp xúc xấu á, thì nó sẽ phát cháy rất là nhanh. Và ngược lại, nếu những mối nối mình siết chắc chắn và những cái điểm tiếp xúc nó chắc chắn, thì điện á, nó sẽ dẫn qua tốt hơn và nó sẽ không gây sinh nhiệt. Không sinh nhiệt thì sẽ không bao giờ gây cháy. Rồi mình dừng video tại đây. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.